Trung Khang xin kính chào quý khán thính giả. Đây là bản tin Việt Nam tối ngày 18 tháng 4 năm 2017. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, dân làng Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đã thả 15 trong số 36 công an bị dân giữ làm con tin sau khi cơ quan chức năng bắt giữ một số dân làng trong vụ việc tranh chấp đất đai lâu nay tại địa phương. Các hãng tin nước ngoài như Reuters, AP trích dẫn truyền thông trong nước như vừa nêu. Theo đó, phía chính quyền cũng trả tự do cho bốn người dân bị bắt hôm ngày 15 tháng 4 với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Bản tin của hãng Reuters đánh đi từ Hà Nội còn dẫn lời một người đại diện cho dân làng tên Bùi Việt Hiếu cho biết người dân sẵn sàng trả tự do cho số 21 người hiện còn bị dân trúng giữ. Theo truyền thông trong nước, thì ngoài 15 công an được trả tự do, ba người khác tự giải thoát. Thông tin xã Việt Nam loan thông tin mới nhất từ ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội ngày 18 tháng 4, mặc dù có đề cập đến sự buông lỏng trách nhiệm của chính quyền địa phương dẫn tới việc lấn chiếm đất đai quốc phòng, nhưng quy trách nhiệm vụ xung đột hiện nay là do dân chúng không chấp hành những phương cách giải quyết của chính quyền mà cứ tiếp tục biểu tình khiếu nại kéo dài. Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nói với báo chí rằng chính quyền sẽ giải quyết vụ việc đồng tâm Mỹ Đức theo đúng pháp luật và chính quyền sẽ không nhân nhượng. Xin nhắc lại là xung đột giữa dân chúng đồng tâm Mỹ Đức bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 khi công an bắt giữ 4 người dân làng với tội danh gây rối trật tự công cộng. Đáp lại, dân làng đã cầm giữ tất cả 36 nhân viên công an và cảnh sát làm con tin, đồng thời tổ chức canh gác cẩn mật làng xóm của mình. Trong khi đó, Bên ngoài, một lực lượng lớn cảnh sát cơ động được điều đến để kiểm soát tình hình. Luật sư Trần Vũ Hải, người có tiếp xúc với dân làng Đồng Tâm nói với chúng tôi hôm 17 tháng 4 rằng dân làng hiện không còn tin ở chính quyền. Hôm nay luật sư Hải cho biết trên trang Facebook của ông rằng ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch thành phố Hà Nội nói với ông qua điện thoại rằng ông Trung không có hứa sẽ đến đối thoại với người dân trong ngày hôm nay như trước đó đã nói với các luật sư và dân làng. Vào lúc 6 giờ 18 phút chiều ngày 18 tháng 4, biên tập viên Gia Minh của Đài Á Châu Tự Do gọi điện thoại cho ông chủ tịch Nguyễn Đức Trung để hỏi về thông tin liên quan, nhưng ông này cáo bận họp. Xin xin lỗi anh Minh, tôi đang họp với anh Minh ạ. Nhá, mà. Hàng trăm công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn May Vạn Hà ở Thanh Hóa tiếp tục đình công trong tháng 4 để đòi quyền lợi. Nguyên nhân các công nhân tham gia đình công vào sáng ngày 17 tháng 4 là do công ty May Vạn Hà không thực hiện đúng cam kết của công ty với người lao động, như tiền lương thấp, không thanh toán đủ tiền tăng ca, không đảm bảo quyền lợi bảo hiểm. Đại diện của chính quyền địa phương đến hiện trường để đối thoại với công nhân và được cho biết đây là lần thứ hai họ đình công. Lần trước đây diễn ra vào hôm 15 tháng 4, nhưng vẫn không được công ty giải quyết các yêu cầu thỏa đáng cho công nhân. Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa nói với báo giới trong nước đang chờ báo cáo về nội dung cuộc đối thoại để yêu cầu công ty may Vạn Hà thực hiện đúng cam kết với công nhân. Cũng trong lĩnh vực liên quan, Giám đốc Sở Lao động Thương minh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Tuấn vào sáng ngày 18 tháng 4 cho biết, tình trạng công nhân đình công tại thành phố trong năm 2016 giảm so với năm trước đó, cụ thể xảy ra 54 vụ, giảm 9 vụ so với năm 2015. Đánh giá về hiệu quả của đề án, ông Lê Minh Tấn nhấn mạnh, đề án giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với việc quan tâm chăm lo lợi ích của công nhân, nên tình hình đình công tại thành phố giảm đáng kể, đặc biệt vào dịp Tết nguyên đáng. Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu công đoàn nhà nước cần hoạt động tích cực và hiệu quả hơn để tạo lòng tin cho công nhân. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 4, theo lời mời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tới Mỹ dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra lời mời với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vào ngày 17 tháng 2 vừa qua, nhưng cuộc tiếp xúc giữa hai người đồng nhiệm bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm G20 tại Bonn Chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ về nhiều mặt. Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump đắc cử vào tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm ngắn với Tổng thống Donald Trump. Vào tháng 2 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã gửi một bức thư tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang tỏ ý muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Phía Việt Nam cũng đang xúc tiến chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ sắp tới của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Việt Nam cũng mong muốn Tổng thống Donald Trump sẽ tới Đà Nẵng dự hội nghị APEC vào tháng 11 tới đây. Vào sáng ngày 18 tháng 4, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Minh có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh nhân dịp diễn ra cuộc họp lần thứ 10 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Quốc. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại cuộc gặp này, đại diện phía Việt Nam bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, thúc đẩy các cơ chế đàm phán về biên giới lãnh thổ, đạt tiến triển thực chất, cùng nhau duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đề nghị hai bên trao đổi để ký nghị định thư về hợp tác giữa bộ ngoại giao hai nước. Cuộc họp Ủy ban chỉ đạo hợp tác sông Phương lần thứ 10 Việt Nam Trung Quốc có nội dung chính là triển khai những thỏa thuận mà hai bên đạt được sau khi chuyến viếng thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi đầu năm nay, thảo luận về kế hoạch hợp tác trong năm 2017. Trong chuyến vào hồi giữa tháng 1, lãnh đạo hai nước đã khẳng định cam kết cùng kiểm soát tốt bất đồng trên Biển Đông, giữ gìn hòa bình ổn định, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp ở khu vực. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trên biển sau khi hoàn thành khảo sát chung tại vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Tình hình mua bán người từ Việt Nam sang các nước láng giềng tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng trong thời gian tới. Đó là nhận định được Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Cục Cảnh sát Bộ Công an đưa ra tại Hội nghị Thường niên phối hợp thực hiện Hiệp định Song phương Việt Nam-Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng chống mua bán người năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 18 tháng 4. Theo tướng Nguyễn Phong Hòa tại Việt Nam trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, cơ quan công an đã phát hiện hơn 430 vụ mua bán người và 600 đối tượng lừa bán 1.500 nạn nhân, trong đó hơn 85% là mua bán ra nước ngoài, chủ yếu là sang Trung Quốc. Ông cũng cho biết, trong cùng thời gian đã có gần 2.000 lượt người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, Lào và Trung Quốc lao động thời vụ, tiềm ẩn nguy cơ bị mua bán. Theo Thiếu tướng Hòa, nhiều người dân bị lừa mua bán sang Trung Quốc, bị cưỡng ép tình dục, cưỡng ép kết hôn, trẻ em bị mua bán bắt cóc. Cũng tại hội nghị lần này, đại diện Công an Việt Nam cho biết đã xuất hiện đường dây đưa phụ nữ từ Campuchia, Lào qua Việt Nam rồi từ Việt Nam bán sang Trung Quốc. Cũng có trường hợp phụ nữ Việt Nam bị lừa sang biên giới rồi bị khống chế ép đưa con sang Trung Quốc rồi bị bán. Trung Quốc hiện là nhà nhập khẩu hàng đầu mặt hàng dầu thô của Việt Nam với lượng nhập khẩu gần 50% tổng lượng dầu thô xuất đi của Việt Nam trong 3 tháng qua. Truyền thông trong nước trích số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết như vậy vào ngày 18 tháng 4. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam xuất hơn 1,5 triệu tấn dầu thô với kim ngạch đạt hơn 637 triệu đô la. Trung Quốc nhập hơn 700.000 tấn với kim ngạch đạt 293 triệu đô la. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Trung Quốc chỉ nhập với giá bình quân là 9,4 triệu đồng một tấn, thấp hơn 200.000 đồng một tấn so với mức giá xuất khẩu trên toàn thị trường. Từ năm 2014 đến nay, tận dụng giá dầu thô xuống thấp khoảng 40 đô la một thùng, Trung Quốc đã tranh thủ nhập dầu thô của Việt Nam. Trước đó, khi giá dầu thô cao, Trung Quốc rất ít nhập dầu thô từ Việt Nam. Cơ quan chức năng Việt Nam yêu cầu Google gỡ bỏ hơn 2.000 clip nói xấu, bôi nhỏ lãnh đạo đảng và nhà nước trên YouTube. Và cho đến nay, đã có hơn 1.000 clip đã bị xóa. Mạng xã Thông tin vừa nêu được Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn thông báo trong buổi chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chiều thứ ba ngày 18 tháng 4, trả lời câu hỏi của đại biểu về xử lý các trang mạng giả mạo các lãnh đạo và tung tin thất thiệt như thế nào, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, luật pháp của Việt Nam có đủ điều kiện xử phạt các hành vi vi phạm và đã xử phạt 10 trường hợp tính từ đầu năm 2017 đối với các trường hợp không xác định được nhân thân, cơ quan chức năng của Việt Nam sử dụng thông tư 38 để xử lý những trường hợp vi phạm trên các trang mạng xã hội như Google, YouTube và Facebook. Đến nay, Bộ tin Truyền thông đã gửi yêu cầu đến Google, yêu cầu ngăn chặn gỡ bỏ hơn 2.200 video clip có nội dung đó, mà chủ yếu là nói xấu, bôi nhọ các ông chí lãnh đạo đảng, nhà nước. Ông Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cũng cho biết, đang làm việc với giám đốc nội dung của Facebook để yêu cầu gỡ bỏ các trang mạng mạo danh lãnh đạo đăng tải trên trang mạng xã hội này. Hội nghị Bộ trưởng hợp tác xã khu vực châu Á Thái Bình Dương lần thứ 10 với chủ đề tầm nhìn đến năm 2030 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 4 tại Việt Nam. Phiên họp chính thức bắt đầu chiều nay ở Hà Nội. Tin tức cho biết, kế hoạch của hội nghị lần này là bàn về việc các hợp tác xã và chính phủ phối hợp với nhau để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Ông Baluia, giám đốc liên minh hợp tác xã khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết, tầm nhìn đến năm 2030 là thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các chính phủ và các bên liên quan trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Ông Balu đánh giá cao quan hệ đối tác trong thời đại ngày nay, đặc biệt trong thời điểm bất bình đẳng đang ngày càng sâu rộng trong khu vực. Hội nghị sẽ nêu bật những cách thức khác nhau để đạt được mục tiêu phát triển chung, cách tăng cường hợp tác giữa các chính phủ và các bên liên quan và phát thảo con đường để hiện thực hóa những tiềm năng của từng bên để phát triển bền vững. Hội nghị lần này có sự tham dự của các bộ trưởng phụ trách các hợp tác xã, đại diện các chính phủ, các tổ chức thành viên của Liên minh Hợp tác xã, khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các cơ quan phát triển quốc tế. Vị chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là ông Võ Kim Cự, hiện đang bị đề nghị kỷ luật do liên quan trách nhiệm trong việc cấp phép cho nhà máy thép Formosa ở Hà Tĩnh. Nhà máy này gây nên thảm họa môi trường cho bốn tỉnh Bắc miền Trung từ tháng 4 năm ngoái. Vừa rồi là bản tin tối ngày 18 tháng 4 năm 2017. Trung Khang cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Nếu quý vị có những ý kiến đóng góp cho chương trình ngày được phong phú hơn, xin gửi email về địa chỉ rfa org Trung Khang xin cảm ơn và hẹn gặp lại!